chúng ta cùng làm bánh nha. Đầu tiên mình sẽ làm bánh. Đây, đầu tiên chúng ta có thể đổ vào. Tí chúng ta sẽ làm cháo nha. Bây giờ chúng ta sẽ ấy, đến khi nào bỏ vào nó đi sáu, khi nào mà nó chín chúng ta sẽ cùng nhau đổ ra bát ăn ngon nha. À đúng rồi, chín chúng ta sẽ chín hoa cho chúng ta mới ăn. Đã vậy quá đủ rồi, không bảo nhiều nữa. Bây giờ chúng ta sẽ lau đi ấy. Bây giờ chúng ta sẽ các bạn nhỏ